Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta cùng soi hai cái báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 của hai công ty xây dựng lớn nhất trên thị trường hiện nay, đó là Cơn Thế Công và Hòa Bình. Bên trái bên là bảng báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán của Hòa Bình. Bên phải chúng ta là bảng cân đối kế toán của Cơn Thế Công. Chúng ta cùng soi nhé. Nhất về tổng tài sản, Hòa Bình là 17.000 tỷ, còn Cơn Thế Công là 15.000 tỷ tổng tài sản. Để xem bên trong là cái gì, chúng ta cùng xem những nội dung chính. Tài sản ngắn hạn chúng ta quan tâm thứ nhất là tiền và các khoản tương đương tiền. Đối với Hòa Bình là 637 tỷ, tiền và các khoản tương đương tiền của Cơn Thế Công là 528 tỷ. Đầu tư tài chính ngắn hạn Hòa Bình là 52 tỷ, còn đầu tư tài chính ngắn hạn của Cơn Thế Công là 3.097 tỷ. Như vậy cái đầu tư tài chính ngắn hạn này thì cũng tương đương với tiền luôn. Như vậy về mặt tiền mặt thì Hòa Bình là có 680 tỷ thôi, còn Cơn Thế Công nó có tới 3.600 tỷ. Như vậy về tiền mặt Cơn Thế Công tốt hơn Hòa Bình. Thứ hai là khoản phải thu ngắn hạn, Hòa Bình là tới 11.862 tỷ, còn Cơn Thế Công là 8.438 tỷ. Chúng ta tính xem cái tỷ lệ khoản phải thu này so với tổng tài sản là bao nhiêu. Hòa Bình là 11.8 này, chia cho 17 17.000 tỷ. Như vậy tỷ lệ phải thu là chiếm tới 64%, tức là khách hàng chiếm dụng vốn của Hòa Bình nhiều hơn. Cơn Thế Công là 8.804 chia cho 15 là 56%. Như về khoản phải thu này thì đối với Cơn Thế Công là tốt hơn. Tiếp theo là hàng tồn kho. Hàng tồn kho của Hòa Bình là 2.720 tỷ, hàng tồn kho của Cơn Thế Công là 1.600 tỷ. Thì phần tài sản thì chúng ta chỉ tìm hiểu đến đấy thôi. Nó sang phần tiếp theo là nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Thì nợ phải trả của Hòa Bình là 13.000 tỷ, vốn chủ sở hữu của Hòa Bình là 4.000 tỷ. Nợ phải trả của Cơn Thế Công là 7.000 tỷ, vốn chủ sở hữu của Cơn Thế Công là 8.000 tỷ. Vậy chúng ta xem cái tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tức là đòn bẩy tài chính như thế nào. Là 13.000 tỷ đây chia 4.000 tỷ là 3.25 lần. Như vậy tỷ lệ nợ gấp 3.25 lần vốn chủ sở hữu đối với Hòa Bình, còn đối với Cơn Thế Công là 7.000 chia cho 8, tức là tỷ lệ chưa được 1:1, 0.8:5. Như vậy nợ này, nợ Cơn Thế Công là nợ an toàn hơn so với Hòa Bình, tức điều đó nghĩa là Hòa Bình sẽ rủi ro hơn, Cơn Thế Công đỡ rủi ro hơn. Thế về tỷ lệ nợ. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu về bảng báo cáo hoạt động kinh doanh hợp nhất. Về doanh thu, Hòa Bình quý 1 là 2.986 tỷ, doanh thu của Cơn Thế Công là 1.900 tỷ, tức là trong trận này Cơn Thế Công làm kém hơn về mặt doanh thu, là kém hơn các bạn nhé. Như lợi nhuận sau thuế đây các bạn này, lợi nhuận sau thuế của Hòa Bình là có 15 tỷ, còn lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Hòa Bình là 15 tỷ, còn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Cơn Thế Công là 36 tỷ. Để chúng ta thử tính cái biên lợi nhuận với hoạt động chính này như thế nào. Là 15 tỷ này, 15.6 này, chia cho 2.906 tỷ, 2.986. Lợi nhuận cực thấp các bạn, với Hòa Bình. Kiểm tra lại nhé. 15.6 chia cho 2.986 này, nhìn ra có nghĩa 0.5, biên lợi nhuận là 0.5%. Còn đối với Cơn Thế Công thì thế nào, là lấy 36 tỷ này
chia cho 19, 1912. Lợi nhuận của nó là 1,9, tức là gần được 2% trên lợi nhuận. Nhưng lợi nhuận cực thấp đối với ngành xây dựng nói chung, nhưng Hòa Bình thấp hơn nhiều. Tại sao vậy? Đó chính là cái chi phí quản lý doanh nghiệp của Hòa Bình quá cao. Chi phí quản lý doanh nghiệp của Hòa Bình là 1.139 tỷ, còn đối với Công Ty Công chi phí quản lý doanh nghiệp là 88 tỷ. Còn nghĩ là mình nghĩ rằng cái phần giá vốn bán hàng thì nghĩ là các công ty nó tương đương nhau thôi, bởi vì nó phụ thuộc vào cái lượng hàng cùng một môi trường, khả năng nó như nhau. Tóm lại biên lợi nhuận của Hòa Bình cực thấp mặc dù doanh thu cao, và lợi nhuận sau thuế này, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Hòa Bình mặc dù doanh thu cao như vậy cũng có 10,6 tỷ, lợi nhuận sau thuế của Công Ty Công là 29,2 tỷ. Vậy qua cái bảng hoạt động kinh doanh chính, chúng ta thấy biên lợi nhuận của Hòa Bình rất thấp, 0,5%, còn biên lợi nhuận của Công Ty Công là 1,9%, mặc dù cũng thấp nhưng 1,9% cao hơn rồi. Tiếp theo chúng ta cùng soi về cái báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh, chúng ta soi hai cái nội dung này xem thế nào. Lợi nhuận trước thuế là 18 tỷ đối với Hòa Bình. Lợi nhuận trước thuế của Công Ty Công là 38,8 tỷ. Khấu hao miễn trừ linh tinh đi. Dòng tiền này, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công Ty của Hòa Bình là âm 1.050 tỷ. Khủng khiếp không? Còn lưu chuyển tiền thuần dòng tiền nhá, hoạt động kinh doanh của Công Ty Công là âm 325 tỷ. Tiếp tục lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư của Hòa Bình đây, đầu tư thì rất nhiều, nhưng bạn hình dung là lưu chuyển thuần tiền thuần từ hoạt động đầu tư đối với Hòa Bình là dương 42 tỷ. Còn lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của Công Ty Công âm 662 tỷ. Tiếp theo là lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính thì Công Ty Công này phát hành trái phiếu và cổ phiếu này, nhận góp vốn này là 32 tỷ, phát hành thêm cổ phiếu 32 tỷ. Tiền đi vay là 2.707 tỷ, tức là vay rất lớn từ hoạt động tài chính, trả gốc cũng khủng khiếp luôn, 1.828 tỷ. Còn với Công Ty Công thì cũng đi vay dưới phần dưới dạng trái phiếu là 681 tỷ. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính đối với Hòa Bình thì đi vay thì đối thu chủ chiếu là dương 910 tỷ. Của Công Ty Công này cũng đi vay và dương 631 tỷ. Lưu chuyển tiền thuần cho kỳ đối với Hòa Bình là âm 97 tỷ. Còn lại lưu chuyển tiền thuần trong kỳ Công Ty Công là âm 356 tỷ. Đối thu với cái tiền tương đương đầu kỳ, tương đương đầu kỳ đấy, thì Hòa Bình còn lại là 637 tỷ. Như vậy Công Ty Công còn lại 528 tỷ. Như các bạn lưu ý đây nhé, qua cái bảng lưu chuyển tiền tệ này chúng ta thấy là cái lượng tiền đi vay của Hòa Bình rất là cao, với 2.707 tỷ. Lượng tiền đi vay của Công Ty Công chỉ còn 680 tỷ. Như vậy qua cái việc soi hai báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 của hai công ty xây dựng lớn nhất trên thị trường hiện nay, đó là Công Ty Công và Hòa Bình, các bạn đánh giá là cái bảng báo cáo tài chính nào tốt hơn, ổn hơn? Thì trên đây là toàn bộ cái nội dung mình muốn truyền đạt trong video này. Nếu các bạn thấy nào video này hay, để lại cho mình một like, một share, một đăng ký nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.